Nếu như các bạn nói điện thoại Oppo chỉ được cái selfie đẹp thì các bạn làm rồi. Đây là Reno 8 5G, một bản nâng cấp toàn diện so với Reno 7 5G. Dự sẽ là vô danh số trong thời gian sắp tới. Reno 8 5G năm nay là một sự lột xác hoàn toàn so với Reno 7 5G, bắt đầu từ thiết kế. Reno 8 5G có thiết kế unibody nguyên khối và tinh giản, toát lên một vẻ sang trọng. Thiết kế này được hãng cho biết là được lấy cảm hứng và cải tiến từ dòng file cao cấp. Có thể nói, Oppo Reno 8 series năm nay là một trong những dòng Reno được cải tiến thiết kế bậc nhất cũng không ngoa, nhất là ở thiết kế mặt lưng. Mặt lưng máy liền mạch với cụm camera được làm thành một khối nhô cao, được viền bằng những đường cắt tinh xảo cho một cảm giác rất flagship, giống như tất cả những chiếc Reno 8 khác. Reno 8 5G cũng có cảnh viền vuông vức và mặt lưng nhám đổ màu Oppo Glow hiện đại. Mình khá thích cảm giác cầm chiếc máy này trên tay, máy cho một cảm giác rất sạch sẽ, gọn gàng và lại toát lên được một vẻ sang trọng của flagship. Máy có hai màu là vàng tinh tú và đen thiên thạch, giống như trong bài mở hộp Reno 8Z. Mình cũng thích phiên bản màu vàng này hơn, nhìn vừa trẻ trung và vẫn nhã nhặn. Nói thật là mình không khỏi bất ngờ khi biết tên con chip được trang bị trên Reno 8 5G năm nay. Bởi thường, nếu muốn có một hiệu năng mạnh mẽ vượt trội, chúng ta luôn phải nghĩ đến dòng file hoặc là Reno dòng Pro. Thế nhưng, năm nay lần đầu tiên, Oppo mang một con chip thuộc hàng top phân khúc trang bị lên một chiếc Reno dòng cơ bản, Dimensity 1300. Điểm số AnTuTu Benchmark cho con chip này đạt 720.000 điểm, tức là tương đương với Snapdragon 870. Với tiến trình 6 nanomet tiên tiến, Dimensity 1300 hứa hẹn là một trong những món hời mà chắc chắn bạn sẽ thỏa mãn khi mua Reno 8 5G năm nay. Kết hợp cùng màn hình AMOLED 90Hz, mọi tác vụ sử dụng trên Reno 8 5G đều cực kỳ trơn tru mượt mà. Tốc độ phản hồi cảm ứng 1000Hz cùng hệ thống tản nhiệt mới giúp máy không chỉ mạnh mà còn rất mát. Tất cả đều được trang bị trên một thân hình mỏng chỉ 7,67mm. Máy được trang bị camera chính 50MP, cảm biến cao cấp Sony IMX766, khẩu độ f1.8 thường thấy trên các dòng flagship. Camera trước 32MP, cảm biến Sony IMX709, hứa hẹn Reno 8 5G sẽ là một trợ thủ đắc lực cho bất kỳ ai mê chụp ảnh. Ba chế độ chụp đáng chú ý nhất trên Reno 8 5G năm nay là chụp ảnh và quay video siêu đêm. Đây cũng là hai tính năng mà cá nhân mình cực kỳ thích. Cái còn lại là chế độ chân dung chuyên nghiệp. Test thử với camera chính trong điều kiện thiếu sáng, ảnh không những rõ nét mà còn thu sáng tốt hơn Reno 7 khoảng 30%. Hiện tượng noise cũng được xử lý mượt mà hơn. Thậm chí khi mình so sánh với Oppo Find X5 Pro cao cấp nhất hiện nay của Oppo thì nét ảnh hai bên gần như tương đương nhau cả về màu sắc lẫn độ chi tiết. Thậm chí Reno 8 5G còn nịnh mắt hơn một chút. Nói chung, về camera thì mình đánh giá rất cao Oppo Reno 8 5G năm nay với những cải tiến vượt bậc trên cả mong đợi của mình. Nói đến Reno 8 5G mà không kể đến nâng cấp sạc năm nay thì quả là một thiếu sót. Nếu bạn cảm thấy sạc 65W trên Reno 7 đã là quá nhanh thì bạn có biết tốc độ sạc trên Reno 8 năm nay là bao nhiêu không? SuperVOOC 80W. Chưa hết, công nghệ pin đôi giúp tăng tuổi thọ lên đến 1600 lần sạc, gấp đôi so với các máy khác. Nếu tính ra một ngày sạc một lần thì bạn phải mất gần 4 năm rưỡi mới phải thay pin. Nhiều khi là phải thay luôn điện thoại trước khi thay pin đó chứ. Nếu bạn đặt hàng trước ngày 28 tháng 8 thì sẽ nhận được một phần quà pre-order trị giá gần 2 triệu đồng, bao gồm một tai nghe Oppo Echo Buds và một máy massage mắt. Số lượng quà tặng có hạn nên là hãy nhanh tay lên nhé. Tóm lại, nói đến Reno 8 năm nay thì là một bản nâng cấp toàn diện và rất đáng mua so với Reno 7. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Hãy cho mình bình luận ở bên dưới nhé. Còn nếu thích video thì hãy cho mình một like, một subscribe. Đây là Allfans, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ủa hết pin này, sạc luôn. Chỉ cần 5 phút mà đã có gần 30% pin, sạc đầy viên pin 4500mAh chỉ trong 25 phút. Đây nè.